Xin chào các bạn đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp đua Dagger, một dòng xe đến từ thương hiệu của châu Âu và được sử dụng rất là rộng rãi tại thị trường Australia, Malaysia và Singapore các bác nhé. Đây là một chiếc xe đạp không nhôm, được sử dụng cái loại nhôm là 7005, cái loại nhôm rất là bền và cực kỳ là nhẹ các bác nhé, trọng lượng xe cực kỳ là nhẹ, chỉ có khoảng tầm 10 cân thôi các bác nhé, khung nhôm 10 cân là rất là nhẹ rồi. Đấy, dây thì toàn bộ là chạy âm sườn. Đấy, một cái tông màu đen cực kỳ đẹp và đã được mài đi những cái mối hàn, trong xe rất là mềm mại. Đấy, thương hiệu Dagger các bác nhé, thương hiệu của châu Âu rất là nổi tiếng. Và chiếc xe này thì được trang bị một cái bộ chuyển động set group cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano. Đó là dòng Tiagra các bác nhé. Dòng này là dòng 4007 các bác nhé. 4007 10 lít và hai tầng đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Để full hết một set các bác nhé, từ đè chuyển động sau này, đạp đĩa trước rồi đùi đạp trục rỗng và đến cụm phanh ba mảnh của cái lắc trên này. Đấy, tất cả toàn bộ là full một set Shimano Tiagra. Đấy, vành 700C, vành rôm cao bản khoảng 2 phân các bác nhé. Đấy, và được đan tâm theo kiểu rất là hay, 3 lan 1 như này. Đấy, và may ưu của xe là được sử dụng bi vòng cuối lỗ luôn các bác nhé. Đó, bi vòng cuối lỗ may ưu này zin theo xe luôn. Đấy, các bác có thể nhìn zin theo xe luôn. Đấy, rất là ngon chiếc xe đạp đua đạp Prat, cấu hình cực kỳ là chất lượng và đang được bán tại cả em mức giá là 10.800.000 thôi các bác nhé, cực kỳ là rẻ, rất là hấp dẫn cho một chiếc xe đạp rất là ngon như này. Cấu hình cao rồi form dáng thì cũng rất là đẹp. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Và xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên. Đấy, đến 48 cho kính hết. Khóa yên với tâm cổ phốt là 50 cm, thì xe phù hợp cho bác đi được khoảng 65 đến 75 đi được phù hợp. Mở rộng xe thôi nhé, rất là mượt mà mềm mại, đi xuống rất nhẹ nhàng. Bộ chuyển động kia là ra đây nút là hai đĩa, một trong những bộ quan trọng cao cấp của dòng Shimano và Shimano này. Rất nhiều các bác chơi xe sử dụng cái bộ này, cái bộ rất là ngon, cực kỳ mượt mà thôi, người ít thở đĩa, người xuống hầu như là không có đầm gì luôn. Đi vào cuối lộ thì chiếc xe đang được bán với mức giá là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đăng lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.